Ngọc Duy xin gửi đến quý vị bộ sách Tiếng Hát Lỗ Đức của Franz Fersen do linh mục Thomas Thúy OP chuyển ngữ. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Lời mở đầu. Đọc xong bản dịch Anh ngữ, tôi bị ám ảnh mãi bởi vì câu chuyện quá hấp dẫn, nhưng sách quá dài mà lúc ấy tôi còn đang đi học không dịch được. Sau này gặp lại bản tóm tắt nên tôi cố gắng dịch sang tiếng Việt để chia sẻ với các linh hồn thánh thiện biết rung cảm trước thế giới siêu nhiên. Tôi không thêm bớt chi cả, mà theo tác giả thì câu chuyện là thật. Xảy ra không bao lâu trước Thế chiến thứ nhất, ông đã viết lại để bày tỏ lòng biết ơn Đức Mẹ đã cứu giúp gia đình ông qua khỏi hoạn nạn. Mặc dầu lúc ấy tôn giáo của ông là Do Thái, sách ông viết chẳng bao lâu nổi tiếng khắp thế giới. Vì ông là một văn nhân đức tài ba từ trước, lập tức sách được chuyển sang các ngôn ngữ phổ thông Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Nhiều người thuộc các tôn giáo khác cũng tìm đọc. Quý vị có thể đọc chi tiết từ các ngôn ngữ đó. Dưới đây chỉ là bản tóm lược. Chương 1. Gia đình nghèo khó. Gia đình Bernadette nghèo khó. Ông François Schuberus thức dậy rất sớm, khoảng 6 giờ. Từ lâu ông đành để mất chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạc, món quà người chị họ Bernadette Casteros tặng nhân dịp đám cưới. Tấm thẻ cầm đồ của nó và của vài thứ kỷ niệm quý báu khác đã hết hạn vào mùa thu năm ngoái. Ông Soros biết là lúc ấy là 6 giờ, mặc dù chuông nhà thờ Thánh Phêrô chưa đổ, để báo tin thánh lễ ban sáng. Những người nghèo khổ như ông không cần đồng hồ hay chuông báo nhà thờ để biết giờ giấc. Nó đã ăn sâu vào xương cốt họ, bởi luôn luôn sợ hãi chậm trễ giờ vào sở. Ông sờ soạn trong bóng tối để tìm đôi giày gỗ, nhưng không dám xỏ vào chân mà lại cầm lên tay, kẻo làm ồn cả nhà. Ông đứng chân trần trên sàn nhà bằng đá lạnh buốt và lắng nghe hơi thở của mọi người đang ngủ. Sáu mạng chung nhau một căn phòng nhỏ, ông và vợ, bà Louise, xoay sở giữ được chiếc giường cưới. Nó là nhân chứng trung thành của thuở ban đầu đầy hy vọng. Hai cô con gái ở tuổi dậy thì, Bernadette và Maria, ngủ trên tấm phản gỗ cứng lót rơm. Hai đứa con trai còn nhỏ, Jean Maria và Justice, nằm ổ rơm dưới sàn. Ông François Chauverus chậm rãi đưa đôi mắt nhìn vào lò sưởi thô sơ do ông chủ nhà André Sayu chế tạo tạm bợ cho các người thuê mướn. Dưới đám tro tàn, vài thanh củi cành khô đang cháy dở dang, nhưng ông không đủ sức lực để khơi chúng thành ngọn lửa to hơn. Ông quay ra cửa sổ, cay đắng nhìn bóng đêm đang thay đổi dần sang màu xám nhạt ở phía chân trời đằng đông. Những khung cửa sổ làm ông François Chauverus khó chịu. Nó nhắc rằng gia đình ông đang chui rúc trong một căn phòng trước kia là nhà tù ca chốt. Ở đây, về mùa hè nóng như thiêu đốt, về mùa đông lạnh như đóng băng. Bởi điều kiện khắc nghiệt như vậy, cho nên mấy năm về trước, thị trưởng Lộ Đức Lacadé đã ra lệnh di chuyển các phạm nhân đi nơi khác, nhiều tiện nghi và vệ sinh hơn để đảm bảo sức khỏe cho họ. Vậy mà giờ đây, gia đình Soros lại phải sống ở đó, mặc dầu ông đâu phải là một gã lang thang hay một kẻ lượm rác bán. Ông là một tay thợ xay lúa lương thiện và đã có lúc làm chủ một nhà máy trà. Cơ sở đàng hoàng, con suối cấp nước cạn kiệt đi đâu phải lỗi của ông. Thế mà nay gia đình ông đang trú ngụ tại đây, cái nhà tù cũ tên là Ca Chốt, ở phố Petites Poses, và ông đang đứng nghe hai lá phổi của Bernadette rít lên trong đêm. Lúc này bà Louise Chauverus cũng đã tỉnh giấc, mới 35 tuổi, nhưng coi đã ngoài 50. Ông François ngắm vợ cố thổi cho những thanh củi hồng to lên, bỏ thêm vỏ chấu, mạt cưa, rồi đặt trên bếp cái ấm đồng nhỏ. Những tiếng chuông nhà thờ đổ hồi xa xa, ngày mới bắt đầu, với những gánh nặng, lo âu và thất vọng không thể tránh khỏi. Ông François Chauverus ước ao được vài hớp rượu mạnh cho ấm cái dạ dày trống rỗng từ chiều hôm qua.
nhưng chẳng làm sao kiếm ra được. Ông xỏ chân vào đôi giày gỗ, nói: "Mẹ nó ạ, tôi đi đây." Bà Louise nhìn chồng chán nản hỏi: "Thế ông đã có địa chỉ nào rõ rệt trong đầu óc chưa?" Ông Francois ấp úng: "Cũng như mọi ngày, có vài nơi đang cần người làm. Tôi đến hỏi thử ông Marshall hay ông cục trưởng bưu điện Casena và xem sao." Bà Louise lẩm bẩm: "Lại Marshall, Grosser, Casena và..." Ông Francois Chubius đội mũ lên đầu tính bước ra cửa. Đột nhiên bà Louise nói: "Này ông, chúng ta nên gửi Bernadette về miền quê lần nữa. Tôi nghĩ gia đình Lagues sẽ nhận lại con bé. Ở Bartres không khí trong lành, có lợi cho sức khỏe của nó. Hơn nữa nó sẽ được ăn bánh mì trắng, uống sữa dê, mật ong vân vân. Những thứ ấy ở đây chúng ta chẳng có, phải làm lụng một chút cũng không sao." Ông Francois Sibius lại cảm thấy cay đắng trào lên cổ, tự nhủ: "Mình là ăn mày thực rồi, con cái đang chết đói nên phải trao nó cho thiên hạ nuôi nấng dùng." Bà Louise giờ đưa mắt liếc nhìn chồng. Ông đứng bất động như trời trồng, đầu cúi gằm xuống đất, dáng điệu nghiêm nghị nhưng thiếu tự tin. Thương hại chồng, bà Louise chạy tới cái chạn gỗ, lấy ra một chai rượu chát, rót cho chồng một ly đầy. Ông dốc cạn ly rượu vào miệng, nuốt cái ực rồi nói: "Ý kiến của mẹ nó hay đấy." Ông thèm thêm một ly rượu nữa nhưng kiềm chế được và bước ra ngoài. Trên chiếc phản gỗ cứng đơ, Bernadette nằm lắng nghe, nín thở, đôi mắt mở thao láo. Ngoài trời mưa và tuyết trắng tạt thẳng vào mặt ông Francois Chubius. Gió lạnh từ dãy núi Pyrenees thổi lùa xuống đường phố bút cống. Ông đứng yên lặng một hồi, khá lâu, lững lự trước cửa tiệm bánh mì của ông Marshall Grosser. Khi đã đủ can đảm, ông đẩy nhẹ cửa bước vào. Cánh cửa nặng nề hé mở, mùi bánh mì nóng xông lên mũi ông thơm ngon, ấm áp. Ông thèm gần như muốn khóc. Chủ tiệm to béo đang đứng giữa gian phòng rộng ngang lưng, thắt một cái khăn trắng lớn. Ông Chubius giả vờ nói như lơ đễnh: "Hôm nay có việc chi làm không ông chủ?" Người chủ tiệm không thèm ngoái cổ nhìn xem người mới đến là ai, thản nhiên nói như cằn nhằn: "Thời buổi chết tiệt này, mấy ngày nay chẳng có thêm đơn đặt hàng nào. Thiên hạ đi đâu hết trơn. Họ ưa tiệm bánh ngọt bên kia đường hơn tiệm tôi. Công việc cứ như thế này thì đến mùa chay biết xoay sở ra sao đây." Ông Chubius đói bụng, muốn xin một ổ bánh ăn tạm, nhưng lại không dám mở miệng. Ông quay lưng bước ra khỏi tiệm bánh. Francois Chubius đi nhanh nhanh qua quảng trường thành phố tới cục bưu điện. Trời rét như dao cắt da. Viên cựu hạ sĩ quan cảnh sát Casanova đi đôi ủng cao cổ, lưng đeo lủng lẳng chiếc túi rét, đứng oai vệ giữa một chiếc sân rộng. Vây quanh là đàn ngựa trạm và những cỗ xe. Từ khi nhà nước mở tuyến đường xe hỏa tới quận Tarbes bên cạnh, thì công việc làm ăn của ông trở nên phồn thịnh. Các du khách đi nghỉ dưỡng bệnh tại chân dãy núi Pyrenees buộc phải dừng chân ở quán ông để mua thêm nhu yếu phẩm. Ông cung cấp cho họ lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồ dùng cho từng du khách. Trông thấy Chubius tiến lại gần mình, ông cất tiếng trước: "Bác Francois đấy à, gia đình chẳng bao giờ đủ ăn sao?" Nghe tiếng hỏi lạnh lùng, Chubius buồn rầu quay gót tính bỏ đi ngay. Nhưng Casanova gọi giật lại: "Này ông bạn, mẹ bề trên tu viện cần thuê người đổ rác bẩn của nhà thương như băng vải, chăn mền nhiễm trùng. Có thể kiếm được 20 xu đấy, đem ra ngoài thành phố mà đốt. Mắc con ngựa hoang đàng kia vào cỗ xe mua trần đó. Thưa đại úy, xin thêm 10 xu nữa được không? Gia đình đang đói quá." Kazana vừa không thèm trả lời, quay mặt bước về phía mấy con ngựa. Ở nhà thương, người gác cổng xem ra có vài hiểu biết về vệ sinh y tế, cảnh báo Francois Chubius: "Này bác, coi chừng đấy, những thứ đó đầy vi trùng truyền nhiễm.
vậy mang đi rất xa ngoài thành phố mà đốt, tốt nhất là ở hang Massabile, rồi hút cho đổ xuống sông Gave. Chiếc xe ngựa gỗ nhịp lóc cóc trên bề mặt đường đá gồ ghề, lởm chởm. Ông Shubios tính toán thầm trong bụng, chắc chắn ông Casanova sẽ đồng ý trả cho mình đủ 30 xu. Ta sẽ mua 4 ổ bánh mì, 8 xu, một nửa kilo phô mai mỡ cừu, 6 xu, vị chi 14 xu, 2 lít rượu chát 10 xu, tất cả là 24 xu, còn 6 xu mua vài cục đường cho lũ trẻ, ăn thay kẹo khi uống vang. Như vậy là vừa hết, lạy Chúa cứu giúp gia đình con. Con đường mất hút vào bụi cây thanh thảo ngay bên vệ đường, xe cộ qua lại tung bụi bám đầy. François Chubut cho xe chạy theo sát bờ sông Gave. Ở chỗ có cây ngoặt gấp, dưới sông những tảng đá lớn nằm chặn ngang dòng chảy. Nước từ phía trên đổ xuống tế thành hai ngả, chảy ào ào. Gần đó con suối sông Savi đổ vào lòng sông lớn. Bên kia là dãy núi Massabile, phía trái là dãy núi các hang. Ông Shubios ngước mắt nhìn lên cái hang to nhất, người ta gọi nó là động Massabile. Nó là một cái lỗ khổng lồ, ăn sâu vào sườn núi đá vôi. Chiều rộng của nó chừng 20 bước, chiều sâu chừng 12 bước. Xa xa, trông nó giống một cái miệng lò nướng bánh mì to lớn. Mấy đám dương xỉ mọc trồi lên khỏi mặt đất đá vôi. Nửa đường lên miệng hang, một bụi cây gai sơ xác bám vào vách đá. Mấy cây hồng dại cuốn quanh miệng, hang bầu dục nhọn hoắt, hang Massabile hoang dại. Âm mưu chẳng được dân làng ưa thích, nhiều chuyện ma quái hoang đường được truyền từ miệng này sang miệng khác khắp vùng. Tuy nhiên những câu chuyện kinh dị không dọa nạt nổi ông François Chubios đói khổ. Ông dừng ngựa, trèo xuống khỏi xe, đưa đôi mắt sáng quan sát khắp nơi tìm chỗ tốt nhất để đổ rác phế thải của bệnh viện. Trong khi còn lưỡng lự, ông nghe thấy tiếng heo kêu ồn ỉn đâu đây, rồi giọng khàn khàn của người chăn heo. Mỗi lần nói, hắn phải rít lên. Ông đoán bụng chỉ có thể là gã chăn heo thuê tên là Lerisser mà ông thường gặp khi đi làm ngoài đồng. Lerisser dở người hâm hâm, nhưng không biết khổ là gì. Hắn luôn luôn vui vẻ, yêu đời. Mỗi khi muốn nói thì lại phải rống lên. Một linh hồn khác bị số phận đọa đầy. Thân hình Lerisser to béo nhưng lùn tè, cái đầu quá cỡ, tóc hung đỏ, cổ có bướu. Ông Shubius làm dấu gọi Lerisser qua. Hắn lội nhân qua suối tới chỗ Shubius đứng. Ông này nói, ông bạn giúp tôi một tay được không? Lerisser tỏ ra sốt sắng. Hắn vốn là người tốt bụng, tham vọng duy nhất của hắn là giúp đỡ thiên hạ để chứng tỏ mình hữu dụng. Theo lệnh của François Chubius, hắn gỡ các thùng giấy khỏi xe, nhấc bổng lên từng chiếc lên vai, vác xuống một dải đất hẹp giữa con suối và con sông. Hắn đổ đồ dơ trong hộp ra mặt đất, chất thành đống tro. Ông Chubius ném cho Lerisser bao diêm. Lerisser bắt lấy đánh diêm châm lửa, lập tức đống rác phế thải bắt lửa cháy. Ngọn lửa bốc lên cao, tỏa khói mù mịt. Chẳng mấy chốc khói đen lan rộng khắp cả vùng, tỏa mùi khét lẹt trong bầu không khí giá lạnh buổi sớm mai. Ông Shubarus chọn một phiến đá phẳng ngồi xuống, ngắm ngọn lửa cháy bừng bừng. Gã chăn heo thuê cũng làm theo. Hắn tỏ tay vào túi giết, mang bên mình rút ra một ổ bánh mì to màu đen, một khoang thịt muối, rồi chia làm hai phần bằng nhau. Giọng khàn khàn nhưng thân thiện và chân thành, hắn mời François Chubius ăn một nửa. Chubius cầm lấy phần Lerisser trao. Đó là bữa ăn đầu tiên trong ngày của ông. Bụng đói như cào, ông muốn ngốn ngấu ăn ngay, nhưng vì sĩ diện nên ông kiềm chế được và từ tốn như người ta ăn bình thường. Ông Shurus vừa ăn bánh mì vừa nhìn đống lửa tàn lụi. Ông lẩm bẩm một mình, nhưng người khác cũng có thể nghe được. Ước chi chúng ta có cái xẻng. Nghe vậy, Lerisser nhanh nhẹn đứng bật dậy,
lội băng qua con suối như đi trên đất cạn, lẩn nhanh vào bụi rậm lôi ra hai cái xẻng to. Các ông thợ làm đường lộ thường giấu vào trong hang chân núi để tránh việc vác đi vác về. Suburus và Lay Richard hì hục xúc đống cho hất xuống sông. Chẳng mấy chốc họ đã làm xong công việc. Lay Richard trả lại hai cái xẻng vào chỗ cũ, tiếp tục chăm sóc đàn heo. Chưa tới 11 giờ, François Suburus đã về đến trước cửa bưu cục. Thưa ngài đại úy, mệnh lệnh của ngài đã được thi hành. Sau một lúc giằng co giá cả, Suburus cầm 25 xu về nhà. Tới trước cửa trại giam cũ, ông ngửi mùi cháo, hành thơm ngào ngạt. Bụng bảo dạ, ông thầm tạ ơn Chúa vì hôm nay chắc chắn được một bữa cháo ngon, không phải nuốt bo bo với bánh ngô bắp nữa. Bà Louis giờ đã có nồi cháo hành thơm phơn phức. Bà bê một tô to đặt trước mặt chồng. Vừa đói vừa rét, ông múc ăn nghiến ngấu trước mặt vợ, ngẫm nghĩ bà này có tài, luôn xoay sở được cái chi đó cầm hơi cho cả gia đình. Ông móc túi, lặng lẽ đưa cho vợ 25 xu, số tiền vừa kiếm được ban sáng. Bà Louis giờ cầm lấy nói: anh François, hôm nay Chúa ban cho khá đấy nhỉ. Ông François cảm thấy tự tin, có thể đối chọi được khó khăn ít nhất của một ngày. Sau khi húp hết tô cháo, bụng hết đói, ông vươn vai ngáp dài nói như rên rỉ: lạnh thấu xương, đi nằm là tốt nhất. Ông leo lên chiếc giường cưới, kéo chăn trùm kín cả người. Bernadette học giáo lý chậm hiểu. Dì Phước Maria Teresa Vauxhall nghiêm nghị ngồi xuống chiếc ghế gỗ thô kệch. Trước mặt là cái bàn cũng làm bằng gỗ mộc. Phía dưới là một đám học trò con gái lớp giáo lý vỡ lòng. Dì thuộc dòng chị em Thánh Gilda Davis, dòng chuyên dạy giáo lý trẻ em và coi sóc bệnh viện. Dì Maria Teresa còn trẻ và có thể là đẹp nếu hốc mắt không quá sâu vì trai tịnh và thiếu ngủ, cái miệng không quá bé. Dì hãm mình và làm nhiều việc. Dì đang sửa soạn cho các em xưng tội rước lễ lần đầu. Đứng trang nghiêm trước mặt dì là một bé gái phỏng 12 tuổi, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tròn mũm mĩm như khuôn mặt đứa trẻ còn măng sữa. Em vẫn chiếc váy nhà quê, đi dép gỗ như đa phần các em đồng trang lứa khác. Không kể mấy em con nhà giàu có, sang trọng, đôi mắt em màu nâu, bình thản, mặc dầu đang bị dì Vauxhall khủng bố. Em có phong độ mơ màng, pha chút lãnh đạm. Điều này khiến dì bực tức và bối rối. Vậy thì con không hiểu chút gì về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi cả à? Con không nghe cha phó giảng điều đó ở nhà thờ sao? Thưa dì, có lẽ con đã nghe qua, nhưng bây giờ thì con không nhớ. Dì Phước Vauxhall đóng mạnh cuốn sách. Con làm gì đau cái đầu? Một là con mất dạy, hai là con quá đần độn. Thưa dì, con đần độn à? Người ta bảo con như vậy ở Batres. Con tối dạ lắm, học không vô. Dì Phước thở dài. Phần gì? Dì nói con cứng cổ, Bernadette Suarez ạ. À, có cánh tay bé nhỏ dơ cao dưới lớp. Dì Phước hỏi. Con cũng là một Suarez nữa phải không? Thưa dì vâng, con là Maria Suarez. Dì Vauxhall vừa phụ trách lớp được vài tuần nên chưa quen hết mặt học sinh. Con thưa với dì, chị con thường đau yếu luôn. Bác sĩ Dosius nói chị con mắc bệnh hen suyễn khá nặng, nhiều lúc chị con không thở được. Hen suyễn đâu có ngăn trở người ta học hành hay đọc kinh cầu nguyện. Dì Maria Teresa Vauxhall cau mày đưa mắt nhìn lớp học, nói: có em nào trả lời được câu hỏi của dì? Đúng lúc ấy, cả lớp bật đứng lên. Cha Pomian phụ trách giáo lý của giáo xứ bước vào phòng học. Ngài là một trong ba cha phó của cha Maria Dominic Peyraman, chánh xứ Lộ Đức. Cha Pomian còn trẻ, đôi mắt sáng, nét mặt vui tươi, hai má hồng đỏ. Trông thấy bị cáo đang đứng thẳng trước bàn giáo viên, ngài cất tiếng hỏi: có phải gì đang khảo bài?
Thưa cha vâng, nhưng con rất bực mình về bé gái này. Em là con ông Soros, tên là Bernadette. Không những em ngu dốt chẳng học được chi, mà còn cứng cổ nữa. Bernadette lắc nhẹ cái đầu như muốn cải chính điều chi, nhưng không kịp. Cha phó Pomian đã giơ hai bàn tay to lớn ôm lấy thái dương em, quay mặt em ra cửa sổ đầy ánh sáng. Bernadette, con bao nhiêu tuổi? Thưa cha, con 14 tuổi. Bernadette lễ phép trả lời, giọng cao, rõ ràng. Nói cha nghe, con sanh ngày nào, năm nào? Thưa cha, con sinh năm 1844, ngày mùng 7 tháng Giêng. Ừ tốt, như vậy con đâu quá đần độn. Thế con biết trước ngày 7 tháng Giêng chúng ta kính lễ gì không? Thưa cha, con không biết. Cha Pomian cười bỏ tay ra. Thôi được, không sao con ạ. Cha sẽ nói con nghe. Trước mùng 7 là mùng 6 tháng Giêng. Chúng ta mừng lễ ba vua đến kính viếng Chúa Hài Đồng ở làng Bethlehem. Các ngài từ đông phương tới mang những lễ vật quý báu dâng Chúa Hài Nhi. Con trông thấy hang đá bao giờ chưa? Hang đá Giáng sinh ở nhà thờ chúng ta ấy. Đôi mắt đen, to tướng của Bernadette trở nên linh hoạt. Gương mặt đổi sang màu đỏ nhạt. Em trả lời một cách thích thú. Thưa cha có, con đã xem thấy hang đá. Chúa Hài Đồng, Thánh Giuse, Mẹ Maria, máng cỏ, các chú mục đồng xinh xinh, con bò, con lừa và ba vua xanh đỏ đầu đội triều thiên, tay cầm gậy và những lễ vật đựng trong hộp gỗ. Đúng rồi, tốt lắm. Như vậy chúng ta đã thông qua một bài giáo lý về ba vua đến từ phương Đông. Nói xong, cha Pomian đưa mắt nhìn dì Vausus ngụ ý cho dì hay một phương pháp sư phạm. Đúng lúc ấy chu nhà thờ reo báo hiệu hết giờ. Đồng hồ quả lắc trên tường điểm 11 giờ trưa. Dì Maria Teresa Vausus vươn vai đứng dậy. Cha Pomian bước vội ra khỏi lớp học. Nắng nhạt tháng 2 từ khung cửa sổ chiếu vào gương mặt trái xoan của dì, làm rõ nét nhăn khắc khổ mà người nữ tu này đã trải qua năm tháng. Dì nhìn lớp học nói, hôm nay bài học chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Tại con đấy, Bernadette ạ. Rồi dì hạ giọng chỉ đủ để cho cô bé khốn khổ nghe. Có đáng không con? Chương 2. Bernadette đi kiếm củi, thấy bà đẹp lần một. Quán cà phê Lộ Đức. Quán cà phê mang tên bảng hiệu Pháp Quốc, tọa lạc sát quảng trường thị trấn. Nó là một nơi sinh hoạt thường xuyên của các chính khách Lộ Đức. Họ đến đây để uống rượu, gặp gỡ bạn bè, thảo luận chính trị, kinh tế và các chuyện tầm phào khác. Ông Duran, chủ quán đã phải bỏ ra hàng trăm ngàn Phật lăng để trang bị cho quán. Ghế bọc vải nhung đỏ, sang nhất thành phố. Mặt bàn rượu bằng đá cẩm thạch, hoa cương, lò sưởi tân thời, lợp ngói ấm áp, gương soi cỡ lớn, choáng gần hết mặt tường báo chí đủ loại bày sẵn trên kệ, cập nhật hàng ngày từ các tờ báo uy tín của thủ đô Paris. Tóm lại đầy đủ tiện nghi đắt tiền. Quán đông khách hai lần một ngày, và lúc 11 giờ sáng và 4 giờ chiều, nghĩa là lúc nghỉ trưa và tan sở. Cứ như thói quen, nhà văn Hyacinthe de Lafitte tới quán đầu tiên. Ông ngồi gọn gàng trong góc quán chờ sẵn. Đồng hồ treo tường rõng rạc điểm 11 tiếng. Những quan chức thị trấn lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là bác sĩ Dosus, thầy thuốc chính thức của toàn thể người dân thị trấn. Ngày nay chúng ta gọi là giám đốc bệnh viện Lộ Đức. Nhưng lúc ấy thì ông bận rộn chạy từ con bệnh này đến con bệnh khác trong thị trấn. Tuy nhiên không bao giờ ông bỏ lỡ ly rượu giữa giờ với bác sĩ Perus, bác sĩ Lacampe, bác sĩ Balance và ông chủ quản quan thuế tài chính Jean-Baptiste Estras. Cuối cùng là thị trưởng Lộ Đức, Lacade béo tốt, ăn vận toàn màu đen. Ông lách qua các dãy bàn để đến chỗ mình, vui tươi, nhân ái, chào hỏi từng người trong quán.
cùng đi với ông thị trưởng là công tố viên Dutro trẻ tuổi, đầy tham vọng. Ông Jacomet, ủy viên cảnh binh, một người luôn nghiêm nghị, ngoài 40 tuổi, hai bàn tay to, nặng nề đầy lông lá, vẻ mặt dữ tợn đe dọa thiên hạ. Ông thị trưởng chào từng người, bắt tay thân thiện, trong khi chủ tiệm theo sau rối rít nhận mệnh lệnh và tự thân rót rượu mời. Dạ, thưa quý vị, tiện nhân xin cáo lỗi, hôm nay không có báo, bưu cục phục vụ tồi quá, báo không tới được. Thị trưởng nhìn khắp gian phòng giọng oang oang, yên tâm chủ quán ạ, tôi cam đoan sắp tới phục vụ bưu điện sẽ tốt hơn nhiều. Tôi đã yêu cầu cấp trên nhiều lần, họ đang dự trù lưu thông lộ Đức Paris bằng xe lửa. Chủ quán Duran nhớ ra một châm ngôn mà ông đọc đâu đó trên báo chí. Giao thông và giáo dục là hai trụ cột của tiến bộ xã hội. Thị trưởng Lacadre tán thành, hoan hô chủ quán. Nhà văn Hyacinthe de Lafitte lập tức nhập cuộc. Tôi phản đối ý kiến đánh giá cao giáo dục và giao thông. Theo tôi, cái mà nhân loại cần để phát triển là đẻ ra một người tài ba, một nhân vật thông minh xuất chúng. Ông ta sẽ đẩy mọi vấn đề đến giải pháp tốt đẹp. Thị trưởng Lacadre nhún nhường một bước. Đúng là triết lý của một thi sĩ. May mắn huyện ta có một tay gàn. Vậy thì ông ta có bổn phận giúp đỡ nhân dân. Điều chi đó? Viết lách trên báo chí chẳng hạn, la to lên rằng tại sao các khách du lịch cứ lạnh nhạt đi qua lộ Đức mà đến Cauteris hay Gavani tắm. Chúng chỉ là những con suối nước hạng hai nếu so với lộ Đức. Suối của chúng tôi mới tuyệt hảo, vừa phát hiện, chảy thẳng từ các tảng đá, chất lượng hơn nhiều, chắc chắn có khả năng chữa bệnh. Người ta đã có dự án khai thác, hiện nằm trong két sắt văn phòng tỉnh của ngài bá tước Maxi. Nay mai có hỏa xa, nhất định lộ Đức sẽ thành công, vàng và văn minh sẽ tự động tìm đường chạy về đây. Nói xong, thị trưởng dốc cạn chén rượu vào miệng nuốt cái ực, hài lòng vì tài lợi khẩu của mình. Mọi người uống xong rượu lần lượt đứng lên ra về, các bà vợ của họ đang đợi ở nhà. Bữa trưa tại nhà Bernadette. Trước khi Bernadette và Maria từ lớp giáo lý về tới nhà, hai đứa em trai của cô là Jean Maria và Justice đang đợi ăn bữa cơm trưa. Bụng chúng đói lắm rồi. Justin, 6 tuổi, dang rộng cả hai tay đưa cho mẹ, xem món quà mà người nào đó vừa cho em trên đường về nhà. Đó là một băng vải nhỏ, màu đỏ, đen bằng len lông cừu. Má xem nè, người ta vừa cho con đấy. Đẹp quá mẹ nhỉ. Jesus Maria, con năn nỉ xin người ta hả? Không, con không xin, tự dưng họ cho con đấy. Cái cô cắp một giỏ đầy những thứ vải như thế này. Có phải Antoinette, con gái ủy viên cảnh sát, Jacomet không? Cô ấy bảo con là đứa trẻ nghèo nhất thị trấn, nên cho con đấy. Đúng là nhà ta nghèo nhất không má? Bà Louise chột dạ, không trả lời, lôi cả hai đứa con trai ra bể, lấy cát sát lên mình chúng và chà sạch hai bàn tay nhơ bẩn của chúng, vừa làm vừa nói. Không các con ạ, nhà Bohot còn nghèo hơn. Đứa bé của gia đình ấy lại bị bại liệt từ lúc mới sinh ra, chẳng bao giờ cử động được chân tay. Các con là con cái ông chủ tiệm xay lúa thuê đấy. Mai mốt có nước chảy, gia đình ta tha hồ mà giàu. Dòng họ Casterud của mẹ là quý phái, luôn được dân làng kính nể. Mọi sự sẽ đổi khác nếu ba xoay sở, được nhà máy xây. Nói xong, bà Louise Suvorus liếc nhìn vào giường chỗ chồng nằm. Ông ngửa mặt ngủ ngon lành, giấc ngủ của người công chính. Suốt cuộc đời lam lũ nuôi vợ con, mặc dù người đạo đức ít khi ngủ trưa, tuy nhiên, giống như nhiều gia đình nghèo khác, không có phòng riêng mà phải chen chúc nhau trong một gian phòng chật hẹp, ông Suvorus đã từ lâu tập được thói quen ngủ không gáy. Bà Louise hạ giọng nói nhỏ với các con.
Ba đáng thương của các con cần ít phút ngủ để hồi sức khỏe. Cả buổi sáng nay làm việc mệt nhọc để nuôi các con. Ngày mai mẹ cũng sẽ giặt thuê cho bà Midlet kiếm ít tiền. Chắc là khi xong việc, bà sẽ cho bánh ngọt để mẹ mang về cho các con. Đúng lúc ấy, Bernadette và Maria bước tới cửa nhà. Có thêm Gianna Abadi nữa. Abadi thông minh, học giỏi, được nhà trường thưởng luôn về môn giáo lý. Bà Louise nhấc nồi cháo hành khỏi bếp, đặt xuống mặt bàn. Bà mở vung, hơi cháo tỏa lan thơm ngào ngạt cả gian phòng. Mấy miếng bánh mì rán nổi lềnh bềnh trên mặt cháo. Bà thở dài nói, múc ăn đi các con. Cả Gianna Abadi nữa, có thêm người ăn chẳng sao, không thiếu đâu, chúng ta có đủ mà. Gianna Abadi ngồi yên nói, thưa bà Louise, thật tình con không đói, cả nhà cứ tự nhiên dùng đi, con chỉ thích ngồi ngắm mọi người ăn mà thôi. Khi mọi người bắt đầu ăn cháo, Maria giải thích cho mẹ sự có mặt của Gianna Abadi. Mẹ à, dì Vosius sai Gianna đến đây để cùng học giáo lý với chúng con. Hôm nay dì bắt Bernadette đứng trước lớp một buổi. Bà Louise đặt từng ly rượu vang đỏ trước mặt mỗi con. Bà quay qua nói với Bernadette mảnh mai. Con à, mẹ đã bàn với ba, lại gửi con đến gia đình Lawes ở Patrice. Một ít lâu nữa, con đồng ý không? Bernadette sáng mắt lên trả lời, con thích lắm mẹ. Vừa lúc Bernadette nói xong, ông François đứng dậy. Ông loạng choạng vì còn ngái ngủ, đi tới lò sưởi kiếm mấy cành củi khô ném thêm vào ngọn lửa leo lét. Đó là mấy cành khô cuối cùng còn lại. Ông cằn nhằn, con cái chi thế này, sao công việc mệt nhoài, bố còn phải đi kiếm củi nữa sao? Nghe ba nói, cả ba chị em la lên một trận. Tất cả chúng con sẽ đi ngay chiều nay. Bà Louise vội vã chen vào. Không được, chỉ có Maria và Gianna đi mà thôi. Bernadette phải ở nhà, con yếu lắm. Bernadette thất vọng. Thưa mẹ, không sao đâu, con khỏe lắm, đi được mà. Đừng vô lý con ạ. Bác sĩ Dosus đã cấm con làm việc nặng nhọc. Chỉ có Maria và Abadi đi được mà thôi. Chúng nó mạnh khỏe, nếu con theo đi, khi về lại lên cơn suyễn khổ lắm. Con bị nhiều lần rồi, nhớ không? Bernadette nài nẵng. Con khỏe rồi. Ở Patrice con từng làm lụng nhiều ở ngoài trời, mưa cũng như nắng, có làm sao đâu. Con cảm thấy trong mình khỏe hẳn, mẹ ạ. Nói xong cô quay sang phía ba tiếp. Bố nhỉ, ba người mang được nhiều hơn, phải không ba? Ba cho phép con cùng đi kiếm củi với hai em nhé. Có tiếng gõ cửa dồn dập. Người đàn bà hàng xóm không đủ kiên nhẫn đợi chủ nhà trả lời, đã xô hai cánh cửa bước vào. Bà nói hối hả như cụt hơi. Chị Louise, mau sang giúp cháu. Lạy Chúa, xin cứu chữa. Có chuyện gì vậy, chị Khoi xin? Đứa bé khốn khổ của em lại lên cơn co giật như 3 tuần trước. Em chẳng còn biết làm sao được nữa. Chị mau sang giúp em. Nó chết mất. Lạy Chúa, xin cứu chữa con của con. Nó chết mất. Bình tĩnh đã nào, chị Khoi xin. Bà Louise rớm rớm nước mắt tiếp. Tôi sẽ sang giúp ngay tức thời. Các con đi thôi kẻo muộn. Bernadette đi kiếm củi. Bernadette tươi cười hỏi mẹ, mẹ cho phép con đi chơi nhé. Bà Louise bước tới tủ quần áo. Được, nhưng con phải đi tắt vào, trời lạnh, choàng cả khăn vai cho ấm, khoác áo ngoài nữa. Bà Louise ân cần dặn con gái, áo khoác ngoài chỉ là một chiếc áo ngắn nửa lưng, bằng len, màu trắng, phía trên có cái mũ rộng để che hết đầu và vai. Nhà nghèo không có tiền mua áo dài hơn. Bernadette vận nhanh vào mình và chạy theo hai em đã ra đến cổng. Cả ba cô gái bước ra đường. Gần cây cầu gọi là cầu cũ, ba cô con gái nhà quê rẽ tắt về phía dải đất rộng đầy rêu xanh. Từ trại Savi dẫn tới con sông, con suối nhỏ cạn nước,
cạn đến nỗi không vận hành nổi các bánh xe chạy cưa được nữa. Anh chủ trại Anthony Nicolo còn trẻ, lợi dụng thời gian rỗi việc sửa lại các chỗ hư của bánh xe. Mẹ anh đứng trước cửa nhà nhìn ra cánh đồng, thấy các cô gái đi ngang qua. Bà buột miệng nói, hẳn là hai cô con nhà Suberus, đứa thứ ba không biết là con ai. Nó là con nhà Apadi tên là Gianna. Anh thôi nở ngưng tay trả lời mẹ. Anh đặt kìm búa xuống bên cạnh chỗ ngồi, đứng dậy nhìn ba cô bé. Anh là một người thanh niên đẹp trai, cao, hiền, đôi mắt sáng, bộ ria đen, rậm rạp mà anh luôn hãnh diện về nó. Cùng lúc ba cô gái cất lời chào bà Nicolo. Chúng cháu kính chào bác. Ừ tốt, bố mẹ các cháu ở nhà có khỏe không? Cho bác gửi lời thăm hỏi nhé. Thế ra chẳng ai thèm chào con, Antoine phàn nàn. Bernadette tiến gần đến chỗ chàng thanh niên đứng, chìa tay về phía chàng như muốn thanh minh. Anh Nicolau, cho chúng em xin lỗi. Mấy cô công chúa đi đâu vậy? Chúng em đi kiếm củi. Maria trả lời, cho chúng em qua cầu được không? Miễn phí cho các công chúa, Antonoi khoác tay cười rộng lượng. Ba cô con gái bước nhanh qua cầu, chiếc cầu làm bằng mấy tấm gỗ hẹp. Các cô vừa đi vừa lấy thăng bằng hai tay. Sang tới đầu cầu bên kia, các cô dẫm qua đám rêu xanh, rồi đến đám đất hoang mọc đầy bạch thảo thấp lè tè. Đến dải đất sáng nay ông Suarez đốt rác ô nhiễm. Phía bên trái các cô là hang Masabila. Nửa sáng nửa tối dưới bóng chiều, mấy dải đen lang thang trên bầu trời giá lạnh. Ở chỗ này con suối không rộng hơn vài bước. Bỗng Maria chỉ tay về sườn núi trước mặt. Trên kia nhiều củi khô quá, chúng em sẽ lên đấy lượt. Chị Bernadette đợi chúng em ở đây nhé, không cần chị đâu. Liền sau đó, Maria và Gianna Abadi tháo vội đôi giày gỗ, lội băng qua con suối lạnh buốt. Gianna suýt xoa, buốt như dao cắt. Cả hai bước sang bờ bên kia và thon thót qua bìa rừng rải rác các phiến đá vôi khổng lồ. Họ hối hả lượm những cành khô nằm ngổn ngang mọi nơi. Mặc dù hai em vẫn ở trong tầm nhìn, nhưng Bernadette cảm thấy cô đơn ghê gớm, muốn lội sang với các em, nhưng không dám trái ý hai em. Trái với lệ thường, mỗi khi được ở một mình, Bernadette thường cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Cô gái đưa mắt quan sát xung quanh, xa xa đằng kia là các ngọn sóng lăn tăn của con suối gần cạn Savi đổ vào sông Gavre. Sông Gavre dần dữ chảy ào ào qua các mỏm đá, cuộn lên những bọt sóng bạc đầu. Hang Masabi tràn ngập ánh nắng nhạt của buổi chiều đông lạnh giá. Mặt trời vàng nhạt sắp lặn xuống sau các dãy núi, chỉ có một chỗ đen ngòm là miệng cái hang ăn sâu vào vách đá. Vài dây hoa hoang dại cuốn quanh miệng hang, nó mọc ra từ bụi gai sơ xác phía dưới chân hang, nằm im lìm bất động. Bernadette cố gắng lắng nghe, nhưng chẳng có tiếng động nào khác ngoài tiếng ríu rít của hai đứa con gái trên sườn đồi gọi nhau và tiếng ào ào nước chảy của con sông Gavre. Thầy kể, chúng nó chẳng cần đến mình, Bernadette nghĩ thầm trong bụng, lòng không chút hờn dỗi hay đắng cay. Tuy nhiên, ý thức bổn phận trỗi dậy trong linh hồn khiến cô chút đôi giày gỗ ra khỏi chân và ngồi xuống một tảng đá. Hai tay chậm rãi gỡ đôi bít tất bằng len trắng ra khỏi chân. Chiếc bít tất chưa tới mắt cá thì tự dưng Bernadette linh cảm một sự thay đổi khác thường. Bernadette thấy bà lạ lần thứ nhất. Cô đưa mắt sáng của tuổi thơ quay ngó khắp bốn hướng. Mọi sự vẫn im lặng như cũ, chẳng có dấu chi khác lạ, chỉ những đám mây đổi màu xám xịt, hiện tượng thông thường của chiều mùa đông. Mấy đám mây đen di chuyển chậm chạp, bỗng nhiên Bernadette nghe như cung điệu sông Gavre đổi giọng. Nó không còn là tiếng của dòng nước chảy nữa, mà là tiếng của một con đường nhộn nhịp, hay là tiếng của một phiên chợ đông người vọng về từ Tarbes tới. Hàng trăm xe ngựa,
xe kéo, xe buýt, xe hạng sang cùng chạy đua trên mặt đường lọc cọc. Tiếng ngựa hí, tiếng bánh xe lăn, tiếng vó ngựa đập xuống mặt đường lộ, tiếng la hét, tiếng roi quất vun vút hòa lẫn với nhau cùng một lúc, nghe giống như một cuộc tháo chạy thác loạn khủng khiếp, đổ ngược dòng sông về phía Bernadette ngồi. Tưởng chừng như chỉ trong khoảng khắc, nó sẽ ập lên người nàng. Từ trong những tiếng ồn ào gầm thét ấy, cô nghe như có giọng đàn bà kêu la: "Trốn đi, chạy trốn đi khi còn có thể." Bernadette nghiến chặt hai hàm răng suy nghĩ. Hình như trước đây cô đã có kinh nghiệm tương tự như vậy rồi. Nhưng khi nào và ở đâu? Có lẽ là trong một giấc mơ. Bỗng dưng mọi sự đều im bặt. Cảnh vật như chưa hề thay đổi bao giờ. Vẫn cây cối, dòng sông như cũ. Tiếng ồn ào la hét không còn nữa. Nước vẫn cuộn cuộn chảy bình thường, phẳng lặng. Bất giác, Bernadette đưa mắt nhìn khắp nơi xem có chi khác lạ. Đôi mắt cô gái dừng lại trên cửa hang Massabielle. Cụm hoa hồng dại tại sao vặn mình nằm rạp xuống. Hình như có một cơn gió mạnh vừa thổi qua. Nhưng bầu trời vẫn im phăng phắc. Bernadette đưa mắt nhìn lên rặng cây phi lao trên cao để tìm xem gió thổi từ hướng nào. Nhưng chẳng thấy động tĩnh chi cả. Các tàn lá cây phi lao không hề lay động. Làm gì có gió trời? Cô tư lự và quay mặt về phía cửa hang. Các dây hồng dại bây giờ bất động, nằm ngay ngắn như cũ. Bernadette nhắm mắt rồi mở ra, lặp đi lặp lại tới 10 lần. Nhưng điều cô trông thấy vẫn y nguyên như cũ. Ánh sáng mặt trời vẫn xám xịt của chiều mùa đông. Chỉ trong hốc đá nhọn Massabielle mới rực rỡ như thể bao nhiêu lượng ánh sáng đọng vào cả đấy. Một phụ nữ còn trẻ lắm, chừng hơn Bernadette vài tuổi, nhỏ bé và mong manh như sương khói đứng giữa bầu ánh sáng. Bà như từ thế giới huyền bí bên kia tới, nhưng coi rất thật như con người bằng xương thịt vậy. Không phải mờ ảo như ma quái, cũng không phải trong giấc mơ ban ngày. Bà đứng ngay ngắn, đầu không chạm đỉnh hang, hai bên không chạm đá tường. Bà vận một chiếc áo dài trắng muốt như băng tuyết, long lánh như các cô dâu con nhà sang trọng. Chiếc khăn dài chùm từ đỉnh đầu xuống tận mắt cá chân, coi kiều diễm, nhưng tóc không chảy theo thời trang, nghĩa là quăn tít nhờ các que nhựa hơ nóng rồi giữ lại bằng cái lược đồi mồi như các mệnh phụ thời ấy thường chải. Ngược lại, các lọn tóc của bà quăn tự nhiên, màu nâu nhạt, lộ ra ngoài một chút ít dưới mép khăn. Ngang lưng, ngay dưới ngực, bà vận một tấm khăn thắt lưng màu xanh da trời. Ngay cả cô Payette, chuyên may cho các gia đình giàu có ở Lộ Đức, cũng không biết được chất liệu của tấm áo bà mặc. Khi nó óng ánh như satin, khi lại đổ màu sẫm như gấm nhung. Điều làm cô gái Lộ Đức bỡ ngỡ hơn là đôi chân để trần của bà trắng như thạch cao lơ lửng trên mặt đất, mãi mà không chạm xuống bụi hồng. Hình như đôi chân ấy chưa bao giờ cất bước hay dạo chơi. Các ngón chân thon dài, trên mu bàn chân gắn bông hồng bằng vàng. Bernadette rùng mình kinh khiếp, rồi nỗi sợ hãi kéo dài man mác. Tuy nhiên nỗi khiếp sợ không làm cho người ta chạy trốn. Nó mới mẻ đến mức cô gái quê mùa cảm thấy như mình chưa hề kinh nghiệm. Mặc dù cô ta từng trải qua nhiều nỗi kinh hãi trong đời, nó giống như một lực hấp dẫn, nhẹ nhàng áp đặt lên ngực, lên trán, lên trái tim rồi lan tỏa khắp thân thể ngọt ngào, ấm áp như an ủi số phận không may. Tuy suốt đời cô gái nghèo khổ này phải chịu đựng đói rét, chui rúc trong căn hầm tồi tàn ca chốt với 5 mạng người khác, từng đêm phải vật lộn với cơn hen đè thở và xem ra tình trạng là vĩnh viễn, nhưng cô gái nhỏ chưa hề ý thức được nỗi khổ của mình và gia đình. Cô vẫn hồn nhiên sống như bao nhiêu người hàng xóm láng giềng khác. Giờ đây cô được một niềm an ủi không rõ tên tuổi bao bọc, được cảm thấy tình thương chiều mến hài hà của bà. Sự có mặt của bà trước cửa hang
tưởng chừng như một món quà quý báu. Cô bé lấy hết sức bình sinh nhìn vào dung mạo bà khách. Bà đẹp tuyệt vời với đôi mắt xinh tươi, hiền hậu. Bà còn rất trẻ, chỉ độ 15-16 tuổi. Nước da mịn màng in dấu vết mùa đông tháng 2 lạnh giá. Đôi môi hé mở, nhẹ nhẹ, dịu dàng. Trông bà rất thật đến nỗi Bernadette nghĩ là một người trần chứ không hề nghĩ là một người khách lạ từ trời xuất hiện. Cô gái quê mùa ngây ngất ngắm nhìn xem một bức tranh đẹp, chẳng còn để ý đến sự việc diễn ra xung quanh. Vẻ đẹp lộng lẫy của bà hoàn hảo đến độ nó thu hút trọn vẹn tâm hồn cô. Bỗng dưng cô gái nhận ra mình vô lễ trước người khách. Cô đang ngồi trong khi bà khách đứng. Bernadette ngượng nghịu đứng dậy. Bà hài lòng mỉm cười duyên dáng. Cô gái bé nhỏ cúi đầu chào như thói quen khi gặp dì giáo viên hay cha Pomian ngoài đường phố. Bà đẹp gật đầu lại, tỏ vẻ thân thiện. Bà gật đầu vài lần nữa trong lúc nụ cười trên môi mỗi lúc rạng rỡ hơn. Giữa hai nhân vật, một ban ơn, một nhận ơn, có dòng chảy tình cảm thắm thiết trào dâng. Nó nhẹ nhàng rung động trái tim như tràn đầy êm ái và mừng vui. Cô bé bất giác quỳ xuống nền đất sỏi vụn, đôi mắt vẫn cắm chặt vào bà lạ trên miệng hang. Bà dâng rộng hai tay tiến tới một bước nhỏ, như ao ước ôm Bernadette vào lòng. Bernadette không có ý nghĩ gì về chuyển động cả. Cô cúi im lặng ngắm nhìn chăm chú vào bà khách quý phái trước mặt. Bỗng dưng trong đầu óc cô nảy ra câu hỏi: bà từ đâu tới? Bà tên là gì? Tại sao bà chọn cửa hang Masabile gớm ghiếc làm nơi xuất hiện? Bernadette hoàn toàn bị cuốn hút bởi nhan sắc rực rỡ của bà, nên muốn chắc chắn về bản chất của bà. Nàng giơ tay làm dấu thánh giá như thói quen mỗi khi gặp một biến cố khác thường. Tuy nhiên, cô gặp khó khăn bất ngờ khi muốn giơ tay lên. Nó không theo mệnh lệnh của cô nữa, mà treo lủng lẳng nặng nề bên mình giống như một ngoại vật bằng chì đeo vào bên thân. Cô không thể sai khiến được nó dù chỉ một ngón tay. Bà lạ đứng trên cửa hang chậm rãi đưa tay phải lên trán và vẽ một dấu thánh giá lớn. Dấu thánh giá bà làm giống như một hào quang sáng ngời, đẹp đẽ. Bernadette chưa hề được xem thấy ai làm như vậy bao giờ. Dấu thánh giá bao trùm thân mình bà, dư ảnh của nó còn bập bềnh mãi trong không khí, linh thiêng và thánh thiện. Bây giờ Bernadette cảm nhận như một sức mạnh nào đó hướng dẫn tay cô, kiểu như thầy giáo cầm tay tập viết cho học trò, làm dấu chữ thập trên thân mình, cương quyết và sốt sắng. Bà lạ đứng trên cửa hang mỉm cười hài lòng, giống như vừa thực hiện xong một công việc quan trọng và to lớn lắm lắm. Thời gian đọng lại, không trôi qua nữa, đầy thương mến và ngây ngất. Bernadette muốn nói lên vài lời tôn kính, dịu dàng, nhưng không dám cất lời trước bà lạ. Cô gái rút cỗ chẳng hạt quen thuộc khỏi túi áo, đưa lên cao cho bà lạ coi. Bà lạ thích thú vô cùng nhìn cô gái âu yếm. Lập tức trên tay bà xuất hiện một chàng chuỗi sáng láng như toàn bằng ngọc trai. Bên dưới là một cây thánh giá bằng vàng ngời ngời, không biết từ đâu tới. Bernadette cất giọng đọc kinh mân côi. Cô nghe tiếng mình lạ hẳn. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Cô gái quê chăm chú nhìn bà lạ xem có đọc kinh với mình không. Tuy nhiên môi bà không động đậy, xem ra bà chỉ đứng giám sát những lời thì thầm của cô bé với lòng trìu mến thiết tha. Sau mỗi kinh kính mừng, bà cũng để rơi một hạt ngọc, nhưng đợi cho Bernadette chuyển hạt của mình trước đã. Khi tới kinh sáng danh, môi bà mới mấp máy trong yên lặng như cùng đọc chung với cô gái đạo đức. Chưa khi nào Bernadette lần hạt chậm rãi đến vậy. Hình như kinh văn côi có sức mạnh giữ bà lạ đứng lại trên miệng hang. Phần khác, Bernadette e ngại người cô yêu mến hết lòng phải đứng lâu trong cái hang gớm ghiếc mà dân làng thường hay khiếp sợ.
bà sẽ mệt mỏi trong giá lạnh. Nhưng Kinh Thánh mừng thứ 30 vừa dứt, nỗi e sợ đó biến mất. Chính bản thân cô gái cũng không cảm thấy đau đớn quỳ gối trần trên sỏi đá, và cũng không nhận ra cái lạnh cắt da cắt thịt của bầu không khí giữa mùa đông. Sự êm đềm ấp áp phước lộc bao trùm cả thân thể cô. Khoảng 20 phút sau, Jean, Abadi và Maria trở lại điểm xuất phát. Con suối vẫn êm mà chảy róc rách. Họ vui mừng vì lượm được khá nhiều củi, những cành khô từ sườn núi, và rõ ràng họ không thể mang hết về nhà. Tuy nhiên họ vẫn không nghĩ tới Bernadette. Khi gần đến suối, Maria phát hiện chị mình quỳ trên đám sỏi vụn, dáng điệu kỳ lạ, tay phải cầm chẳng hạn, chiếc bít tất trắng nằm trơ vơ trên mặt đất bên cạnh. Nét mặt nhợt nhạt như người đã chết, đôi môi trắng bệch không còn chút máu, toàn thân bất động, hai mắt cắm thẳng về phía cửa hang. Trên bộ mặt đọng lại nét cười huyền bí, kín đáo, đầy hạnh phúc, coi giống hệt người hàng xóm qua đời mấy bữa trước. Maria hốt hoảng sợ hãi, nàng hét thất thanh. Chị Bernadette, không thấy tiếng chị trả lời, nàng bật lên khóc. Giêsu Maria lạy Chúa, có lẽ chị tôi đã chết rồi. Jean Abadi chen vào. Nếu Bernadette giả vờ nhát chúng ta, tao có cách đánh thức nó dậy. Nói xong, Jean cúi xuống nhặt một viên sỏi ném thẳng vào người Bernadette. Viên đá trúng ngay giữa ngực. Bernadette ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chung quanh. Màu hồng đỏ dần dần trở lại da mặt nàng. Trước hết là đôi má, rồi đến hai tai, môi miệng. Cô gái nhỏ hít vào một hơi dài rồi hỏi tự nhiên, cái gì vậy? Từ lúc viên đá trúng ngực cho đến khi cất được tiếng nói cái gì vậy, thời gian chỉ là khoảng khắc. Nhưng Bernadette đã đi quãng đường dài tâm lý, không thể đo lường bằng bất cứ phương pháp nào không gian hay thời gian. Cô đã trải qua từ cõi vô hình đời đời trở lại dương gian. Khi viên đá chạm ngực thì bà lạ biến mất, không còn có mặt tại cửa hang nữa. Cô gái không biết bà bước đi bằng cách nào. Bà lừa cô vào giây phút đãng trí rồi bước đi hay tan dần ra không khí. Vì tinh tế, bà đã lợi dụng biến cố viên đá để chia tay khéo, kẻo cô gái quá buồn rầu vì cuộc tử giã đầy luyến tiếc. Bây giờ thì cô phải trả giá cho cuộc chia ly đó. Ngơ ngác, sợ hãi, nuối tiếc, không hiểu biến cố vừa xảy ra, cô gái cờ quạng trở về thực tế. Đây có phải là tảng đá cô vừa ngồi, quen thuộc và vững chắc? Đây là tay phải, tay trái, hai chân tôi không? Cô gái dò dẫm khó nhọc trở về với cụ thể. Cuối cùng cô mới bật lên được tiếng, cái gì vậy? Maria gắt gỏng với chị, trời đất, chị làm em hết hồn. Trong lòng Bernadette cảm nhận tình thương em gái, nói to, chị sẽ sang bên đấy với các em. Rồi cô cởi nốt chiếc tất bên chân trái, cầm đôi giày gỗ lên tay và lội băng qua con suối. Nước mùa đông lạnh buốt. Từ lúc xem thấy bà lạ, Bernadette hình như mạnh bạo, can đảm hơn. Cô cũng cảm thấy mình như lớn hơn, khỏe khoắn hơn. Đến giữa dòng, nước sâu ngập đầu gối, cô dừng lại nói, nước ấm như nước rửa chén bát mà các em kêu lạnh buốt, đúng là các em lừa dối chị. Maria giận dữ nói, cái đầu chị làm sao rồi đấy? Đôi chân chúng em hãy còn lạnh cắm đây này vì thứ nước rửa bát của chị. Ở các xứ lạnh, người ta đun nước nóng để tắm rửa hay rửa bát đĩa. Bernadette qua suối, nhập bọn với các em. Đống củi kiếm được chia làm ba bó nhỏ. Tuy nhiên củi đổ cỡ to nhỏ và đầy gai góc, bó được gọn gàng không phải là dễ. Bernadette làm rất nhanh tay và xem ra có khả năng và thành thạo nhất trong nhóm. Lúc gần xong, cô đột nhiên hỏi hai em, các em có gặp thấy ai không? Maria và Jean Abadi lạ lùng nhìn chị, trong bụng thắc mắc về câu hỏi. Hình như Bernadette đã thay đổi nhiều,
già dặn hơn, khỏe khoắn, cương quyết hơn bình thường. Maria hỏi lại chị, sao, chị thèm thấy gì à? Jane Abadi gương to hai mắt, hau háu đợi câu trả lời. Không, chị chẳng thông thấy chi cả. Bernadette trả lời các em cộc lốc, rồi nhanh nhẹn xỏ bít tất vào chân, dẫm lên đôi giày gỗ, đội bó củi lớn nhất lên đầu kiểu như các bà nhà quê quen làm. Hai cô gái khác cố gắng lắm mới nhấc nổi bó củi của mình lên vai. Bernadette dứt khoát nói với hai em, chúng ta về lối tắt ngang qua ngọn núi. Nói xong cô cất bước đi từng sải dài trên mặt đá sỏi vụn. Jenna và Maria lẽo đẽo theo sau ở một quãng xa. Lối đi rất nhỏ và dốc, những tảng đá không rêu trơn trượt vì nước mưa đêm qua. Nhất là dải đất xuống núi trước mặt rất nguy hiểm, dễ trượt chân như chơi nếu không bước đi cẩn thận. Maria thở hổn hển, lạy Chúa, em chẳng theo được chị nữa đâu. Bernadette đặt bó củi xuống đất, chạy ngược lại chỗ em gái, không nói một lời. Nàng đỡ lấy bó củi trên vai em, chạy lên dốc núi. Tới đỉnh cô bước nhanh hơn. Maria thấy nguy hiểm la to lên, đồ khỉ, sao chị chạy nhanh như vậy? Chị điên à? Chị không biết rằng về nhà lại thở không được à? Bernadette không trả lời. Lòng cô đang ngổn ngang những biến cố vừa xảy ra ở hang Massasiba. Nói hay không nói về bà lại cho các em nghe. Nếu nói ra hậu quả sẽ thế nào? Chúng nó có tin không? Cô gái nén lòng tự nhủ, thôi thì ta chẳng nói ra. Jeanne Abadi nghe thấy Bernadette thở dài hỏi, chị nói thầm điều chi vậy Bernadette? Bernadette dừng lại nói nhỏ, chị có chuyện này muốn kể cho các em nghe, nhưng nghe xong phải giữ bí mật, không được mách với ai. Mẹ mà nghe được thì bà đánh tao chết. Thề đi Maria. Em xin thề, chị biết đấy, em luôn giữ bí mật cho chị. Tao hứa chứ không thề, Jeanne Abadi nói. Thề những điều lặt vặt có tội trọng đấy. Nào nói đi, chuyện gì xảy ra ở hang Massabile? Bernadette hít vào một hơi dài, giọng nói run run vì vui mừng và hồi hộp. Chị trông thấy một bà khách lạ đứng ở cửa hang, vận toàn đồ trắng, thắt lưng xanh da trời, mỗi bàn chân có một bông hồng bằng vàng. Maria nổi giận khi nghe chị kể, nàng ném bó củi xuống mặt đất. Em biết mà, chị dọa em trong rừng vắng. Nếu chị chẳng thể làm em khiếp sợ với cái bóng ma ngu ngốc của chị vận toàn áo trắng. Chị muốn làm dấu thánh giá, Bernadette kể tiếp, nhưng không làm được. Tay phải chị rã rời như khúc gỗ treo bên mình. Sau đó chị làm được theo mẫu của bà ta. Đột nhiên Bernadette ngừng kể, nằm lăn ra mặt đất. Chị mệt lắm rồi, nghỉ chút đã. Hai cô gái khác cũng ném bó củi xuống đất và ngồi bên cạnh Bernadette. Họ ngạc nhiên nhìn nét mặt trắng bệch và vô cảm của Bernadette. Một lát sau Bernadette buột miệng nói vội, giữ lấy chị, mau giữ lấy chị, chị muốn trở lại hang Massabile. Jeanne Abadi nháy mắt chế nhạo, hay mày tin rằng bà khách còn ở đó đợi mày? Bernadette thản nhiên trả lời, vì tớ biết bà ta đang đợi tớ ở đó. Hôm ấy, bà Louise Subiros trải qua một ngày vất vả. Bà ở nhà người láng giềng Croisin Bohohos hàng giờ để chữa bệnh cho đứa trẻ bị co giật. Chuyện tuy là cũ, nhưng không sao rời đứa bé được. Nó thường xuyên lên cơn co giật đau đớn. Đứa bé lên 2 tuổi, con trai của gia đình Bohohos, mắc bệnh từ hồi mới sinh. Chân chỉ to bằng ngón tay cái người lớn, dị dàng khủng khiếp, và cứ 2 tuần lại lên xài uốn ván một lần. Nó vặn vẹo đau đớn đến chết được. Hầu hết các chị em nhà Casseros đều giỏi về chữa bệnh, nhất là bà Louise khôn khéo. Bà xoa dầu nóng khắp thân thể đứa bé, gói nó vào chiếc khăn ấm to tướng, cho uống thuốc lá cây và ôm chặt nó vào trong vòng tay thô kệch.
nhảy lên nhảy xuống hàng giờ, lay lắc đứa bé cho đến đổ mồ hôi. Thân thể đứa bé cứng nhắc, cuối cùng máu chảy đều và cơn co giật uốn ván dịu dần. Bà trả lại đứa trẻ cho mẹ nó rồi trở về nhà. Tới được nhà thì sức lực đã quyệt quệ. Bà vật mình ngồi xuống chiếc ghế gỗ, ngả lưng vào tấm ván dựa, nhưng lại đứng dậy ngay, choàng lại khăn vai, bởi nhớ lại bà chủ Millet thường hay hủy bỏ ngày giặt giũ. Bà ta năng đi Argeles thăm gia đình Latapius, đứa con đỡ đầu yêu dấu của bà thuộc gia đình đó. Nó mới chết được vài tháng nay, bà thương tiếc nó không nguôi, bởi nó là đứa bé ngoan ngoãn vừa ý bà. Khi còn sống, bà chiều chuộng nó như mẹ con ruột thịt, và nó cũng là niềm vui, niềm an ủi duy nhất của bà. Phần bà Louise, mỗi lần bà Millet hủy bỏ ngày giặt, lại mất 30 xu tiền công, bữa ăn trưa, chén trà chiều ấm áp và gói thức ăn dư mang về cho mấy đứa trẻ. Bà Sobibros bấm bụng hôm nay là điểm xấu, mọi sự sẽ đi chật đường và không theo ý muốn. Có lẽ ngày giặt vào thứ sáu cũng bị hoãn lại. Bà giật mạnh cánh cửa nhà thù cũ ca chốt. Ông chủ nhà, cậu Saju, đang ngồi ở bậc thang cuối cùng hút tẩu thuốc. Bà Saju nhất định không để chồng làm dơ bẩn bộ salon của mình. Khác với gia đình Sobios nghèo khó, gia đình Saju khá giả hơn, làm chủ 3 căn phòng rộng rãi và một phòng khách để salon, bàn ghế tiện nghi. Bà Louise hớn hở nói, cậu Andrea, coi nhà dùm một lát, em chạy sang nhà bà Millet. Ông Andre Saju ề oải uốn cong ngón tay trái tỏ dấu đồng ý. Bổn phận của người thợ xây là yên lặng, nhưng đối với gia đình Soberos, sự yên lặng của ông Saju mang dấu hiệu hoàn toàn khác. Họ có liên hệ máu mủ với nhau, nhưng sự thất bại trong cuộc sống khiến họ canh chừng nhau như canh chừng bệnh truyền nhiễm. Họ đối xử với nhau theo bổn phận bác ái đạo dạy, nhưng vẫn phải cảnh giác trộm cắp. Gia đình Bittet là một dòng họ ấn tượng nhất lộ đức. Đức cha Bertrand Sevar Lawrence giám mục Tabes, mỗi khi đến lộ đức thường cư ngụ tại ngôi nhà này. Bà Bittet quá chồng từ lâu, nhưng bà vẫn ở vậy dù không có con. Bà là một tín hữu đạo đức nhiệt thành, hội viên tích cực của công giáo tiến hành địa phận Tabes. Tuy nhiên đối với đức cha Lawrence thì sự tò mò của bà chủ nhà về đời sau rất bình dân. Nó là một giáo lý phổ thông nông cạn mang màu sắc dị đoan. Bà có nỗi ám ảnh sâu đậm khi đứa cháu gái cũng là con thiêng liêng của bà qua đời. Đằng khác, khá nhiều đoàn thể trong hạt lộ đức được nhờ lòng tốt của người đàn bà này trợ giúp. Thầy Philippe, người giúp việc cho bà Millet, ra mở cửa cho bà Louise Soberos vào. Thầy nói với cường điệu của bậc giáo sĩ, chào chị Louise, chúng tôi hoãn giặt đến tuần tới. Từ khi Elise tốt lành qua đời, hàng ngày chúng tôi sang Argeles đi lễ cầu nguyện cho linh hồn thánh thiện ấy. Chúng tôi sẽ gọi bà chị đúng lúc. Bà Louise tỏ bày lòng chia buồn cùng thầy Philippe, trong lòng không khỏi sợ hãi vì mất một buổi giặt, gia đình thiếu hụt 30 xu lương thực. Trên đường về, bà ghé mua một chút ít thịt heo muối, một bánh xà phòng, nửa ký bột mì ở tiệm Lacaze, mà không phải tiêu tốn 12 xu trong túi áo. Ông chủ tiệm nhất quyết không lấy tiền. Vừa về đến cổng ca chốt là đã nghe tiếng giận dữ của cậu Saju. Cô nó này, tôi thiết tưởng bổn phận của mấy bà mẹ là coi sóc xem các nhóc nhà mình có quấy phá hàng xóm không. Xin ghé mặt nhìn hai quý tử nhà cô. Con rượt con mèo của ông đấy chứ, Justin nói to. Con chỉ kéo Justin ra khỏi đống phân nhà ông, Jean Marie bào chữa. Không nói một lời, bà Soberus nghiến răng lôi cả hai quý tử về nhà. Mình dính đầy bùn nhơ, lột hết quần áo, đổ nước nóng vào chậu giặt,
lấy cát chà sát khắp mình chúng, rồi dội nước cho sạch. Hai đứa trẻ thấy mình trần truồng, nhe răng cười với nhau. Chúng khám phá ra trò chơi mới, mặc dù gió lạnh. Chúng đuổi bắt nhau hí hửng. Vừa lúc, ông François Soubirous bước về nhà. Ông vội vàng la lên: "Xin giữ lấy phẩm giá Casteros của bà, đừng bày trò khốn khổ như vậy nữa. Tuy tôi chỉ là Soubirous bình dân, nhưng hãy tin cậy vào tôi. Hôm nay tôi đã gặp Maison Kosher và Casenaver, sẽ có hy vọng. Thế ông có tạt ngang qua quán rượu Babu không đấy?" Bà Louise nói mỉa. Ông François tiến lại sau vợ, phàn nàn: "Có lẽ tôi ốm rồi. Lạy Chúa xin cho con chết để đỡ khổ." Bà Louise với chiếc khăn bông to vừa lau cho hai đứa bé, sau đó giặt và phơi lên dây căng từ lò sưởi cho đến cửa sổ. Mặc dầu bị thử thách nhiều, bà vẫn là người vợ đảm đang, người mẹ hiền lành. Nếu như chồng uống vài ly rượu ở tiệm Babu thì cũng không can gì. Đã nhiều ngày ông chưa được bữa ăn ra hồn. Bà nói tiếp: "Bố nó ạ, lên giường nằm nghỉ là hơn." Bà cảm nhận ngay rằng chồng cần chút can đảm để đối phó với hoàn cảnh khó khăn hiện thời. Bà tiếp tục nói: "Tuy thứ sáu này nghỉ giặt ở nhà bà Midlet, nhưng chắc sẽ có tin vui." Bà Louise kéo mền đắp cho chồng, vuốt thẳng các góc mền cho chồng ngủ an toàn, rồi ném thanh củi chót vào lò sưởi. Đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Hai con Ranh và Jean bây giờ đang ở đâu? Bà Louise tự hỏi. Cuối cùng Bernadette và Maria cũng về tới nhà. Mới bó củi lớn làm bà dịu lại, bà sai hai đứa bé gọt vỏ khoai tây và củ cải. Đang khi làm, thỉnh thoảng Bernadette liếc sang em soi mói. Cô cứ nơm nớp lo sợ em nói ra điều bí mật. Cô em cứ cúi đầu làm việc, mắt nhìn xuống đôi tay đang thon thót gọt vỏ khoai, miệng mím chặt đôi môi. Có lẽ cô thông cảm ý nghĩ của chị. Xong việc, bà Louise gọi to hai con gái. Đến cửa sổ mẹ chải tóc cho Maria trước. Bà muốn lợi dụng những tia nắng cuối cùng của ngày hôm ấy chải tóc cho hai cô con gái cưng. Bà luôn luôn ăn ở gọn gàng. Đó là nét quý phái duy nhất của dòng họ Casteros còn lại nơi bà. Các nét khác vì lam lũ đã phai nhạt hết rồi. Maria quỳ trên chiếc ghế đầu để mẹ chải tóc. Bernadette đi kiếm hai thằng nhóc trần truồng đuổi nhau ngoài hành lang. Maria buột miệng nói: "Con muốn nói điều này về Bernadette cho mẹ nghe." Bà Louise vội hỏi: "Cái gì về Bernadette?" "Mẹ à," Maria tiếp tục, "chị Bernadette xem thấy một bà lạ ở hang Massabile. Bà còn trẻ lắm, vận toàn đồ trắng, thắt lưng xanh da trời, chân trần có bông hồng bằng vàng." "Con nỡm, mày nhảm nhí chi vậy?" Vừa lúc ấy Bernadette bước vào nhà với hai đứa bé. Bà Soubirous quay ngang về phía cô chị giận dữ: "Đứa mất dạy, mày trông thấy chi ở cái hang Massabile gớm ghiếc?" "Em phản chị rồi, tại sao em nói cho mẹ biết?" Bernadette kêu lên và nhìn em gái. Tuy nhiên, giọng cô đầy nhẹ nhõm, chạy vội đến bên mẹ, hai tay dang rộng hướng về mẹ như về một ngọn lửa ấm áp. Trái tim hoan hỉ vì được nói ra điều ấm ức trong lòng cho mẹ nghe. "Vâng, đúng mẹ ạ. Chiều nay con trông thấy một bà rất đẹp ở hang Massabile." Những lời thổ lộ đáng lý làm bà Louise tò mò, thì lại như trên đắng đổ đầy tràn trong lòng bà. Sau một ngày lầm than vất vả kiếm miếng ăn, bà lại phải nghe con gái nói chuyện ngu xuẩn: "Chúng mày giả bộ trông thấy bà đẹp trong khi ta đang cực nhọc lao động đến lột cả da tay. Ôi lạy đức mẹ, đứa thì rơi vào đống phân, đứa không thuộc kinh. Sao con khổ thế này? Bây giờ lại còn chuyện bà đẹp hiện ra, thế thì ta phải cho chúng mày một trận để hết cực lòng." Tiếng bà Louise Soubirous
hét lớn làm cho gia đình Saju trên lầu giật mình, vảnh tai nghe. Bà Louise vồ lấy cây gậy gỗ dùng để đập mền giường. Cái cuốc thứ nhất trúng ngang lưng Bernadette. Maria chui xuống gầm giường tránh cơn giận của mẹ, nhưng không được. Cô phải nhoài người ra nhận cái thứ hai. Hai đứa bé khóc cũng không thoát khỏi cơn giận của mẹ, tuy chúng rất xứng đáng. Maria xoa lưng khóc rống lên: "Mẹ đánh em tại vì chị đó." Ông Siboros thức giấc mở to hai mắt, đứng dậy thẳng và nói: "Tao đã nghe thấy hết rồi." Ông nắm lấy cổ áo con gái lớn, nhìn thẳng vào mặt: "Coi này, bà Nom, chúng ta là gia đình lương thiện, mọi người nể nang. Bây giờ mày tính giờ trò lường gạt, ngu ngốc, kiêu ngạo, làm ra vẻ quan trọng. Nếu muốn dối trá thiên hạ, bày đặt chuyện thần tiên thì hãy xéo ra khỏi nhà này, nhập bọn với lũ siếc ở chợ phiên, đi với đám vô lại Tây Ban Nha, lang thang đây đó, đến đấy với chúng, tha hồ lường gạt." Nói xong ông ngồi xuống cạnh giường thở hổn hển. Bernadette ngây dại nhìn cha, hai tay khoanh trước ngực, lễ phép: "Thưa ba, đúng thật mà, con trông thấy bà ta, lạ lắm, con không dám lừa gạt ba mẹ." Ông François ngượng nghịu vì quá lời. Sau cảnh lộn xộn, gia đình Siboros được hưởng vài ân huệ. Chúng báo hiệu những may mắn cho tương lai. Trước hết, bà cô Saju nghe tiếng hét xé tai của Louise thì sinh ra sợ hãi. Bà nghĩ bụng nếu Louise giận dữ đến độ điên khủng như vậy, ắt hẳn gia đình đang lâm vào tụng quẫn lớn. Bà Saju vốn biết lo xa, tích trữ được một số lương thực, thực phẩm khá dồi dào. Bà lại có tính nết thương người. Bà đắn đo chạy đến chiếc vại đựng bơ, phô mai móc ra một ít, cắt một khoanh thịt heo muối mặn, và vui mừng thắng được tính hà tiện, bà thêm luôn 6 khúc xúc xích miền quê, đặt tất cả vào cái đĩa to đem xuống cho gia đình Suarez. Vừa trông thấy chị Saju đứng ở ngưỡng cửa tay bê đĩa thức ăn, bà Louise giật mình sửng sốt, buông tay làm rơi chiếc muỗng gỗ xuống sàn. Bà đang nấu nồi cháo lòng. "Kìa chị Saju, đúng là Đức Mẹ dẫn chị tới đây. Suốt ngày hôm nay em cầu xin Đức Mẹ giúp đỡ gia đình em. Lộn xộn quá. Cảm ơn anh chị đã thương chúng em và các cháu." Rồi lại món quà khác đến. Món quà này là 2 tá trứng do gia đình Bobohos biếu. Số là coi xin có người bà con ở miền quê lên thăm. Nhớ ơn bà Louise chữa con mình, bà lập tức mang sang ca chốt để béo đền ơn. "Chị lại cứu sống đứa bé nhà em, chẳng có chi trả ơn chị, chị nhận cho em số trứng này." Nói xong khôi xin đặt rổ trứng xuống đất, biến mất không đợi chủ nhà cảm ơn. Bà Louise nhận số trứng và đếm, vừa đúng 2 tá trứng tươi, có thể trắng kẹp thịt muối, ngon tuyệt. Bà rơm rớm nước mắt vui mừng, cảm động. Thế là lại được một bữa ăn đúng nghĩa. Con cái đói khát triền miên nên hoa cả mắt, trông thấy toàn mộng mị. Hôm nay là hết bà đẹp rồi. Tiếp theo là một sự cải thiện lâu bền hơn. Số là đột nhiên một sứ giả của ông Casena vừa gửi đến, xuất hiện ngay trước cửa nhà. Hắn đang đứng thẳng như trời trồng, báo tin chủ mình muốn hợp đồng với ông Soberos chăn ngựa cho cục bưu điện và làm tài xế xe ngựa đi trạm Tabes. Ông Soberos đứng nghiêm trang suy nghĩ, tính toán hơn thiệt của công việc. Cuối cùng ông nhận lời và nói một cách dứt khoát: "Sáng mai tôi đến nhận việc." Bỗng ông trở nên vui vẻ, khoát vòng tay lớn, nói hinh hoang: "Thưa quý vị thân bằng quyến thuộc, các vị đã đem quà đến đầy nhà, thì xin cùng chúng tôi ăn bữa tối hôm nay cho vui vẻ. Chúng ta làm một cuộc liên hoan mừng các cháu mạnh khỏe. Bà nhà tôi khéo tay đầu bếp, quý vị sẽ được thưởng thức bữa trứng rán thịt muối tuyệt vời." Mọi người nhao nhao phản đối. Bà Louise ngập ngừng không muốn tiếp tay chồng, bởi vì một buổi chiều mà hoang phí số trứng có thể ăn dè sèn được 3 ngày.
nhưng bà Louise vốn chiều theo ý chồng. Hơn nữa, nhờ một sự may mắn nhỏ, gia đình có cơ hội rũ bỏ số phận lầm than, thất nghiệp triền miên và đứng thẳng như một người tự tin, có phẩm giá và rộng rãi. Tại sao sau bao ngày tháng long đong, cơ hội tốt đã mỉm cười với ông mà ông không được phép làm theo ý? Cho nên thuận theo ý muốn của chồng, bà thân ái mời mọc mọi người. Những người lớn ngồi chặt chung quanh chiếc bàn ăn, trẻ con chen nhau trên một chiếc ghế phẳng hẹp. Bà Louise đon đả phục vụ trứng tráng với thịt muối xào, bánh mì xúc xích và cháo hành. Bà Saju cao hứng đãi mỗi người một ly rượu chát đỏ, kể cả các cháu nhỏ. Bữa ăn tiến hành vui vẻ như ngày Tết. Ở miền Pyrenees, sau bữa ăn chiều, người ta có thói quen lần hạt để kết thúc một ngày lao động cực nhọc. Không hiểu sao hôm ấy bà Louise lại nhường cho con gái lớn dẫn kinh. Bernadette vâng lời, rút cỗ chẳng hạt cô thường dùng, và lúc trưa đã dâng cho bà lạ ra khỏi túi áo. Khi đọc hết mọi kinh, bà Louise nối đuôi thêm: Lạy Đức Mẹ chẳng mắc tội tổ tông truyền, xin cầu cho chúng con là kẻ năng chạy đến cùng mẹ. Bà vừa dứt lời thì mặt mũi Bernadette trắng bệch. Cô gái nhỏ trở nên loạng choạng, bất động như khi Maria và Gianna Abadi xem thấy ở bên bờ suối. Bà Coisin Bobohot sợ hãi kêu lên: Bernadette xỉu rồi. Bà Saju đỡ lấy Bernadette nhẹ nhàng hỏi: Con ốm à? Không, 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 con chẳng làm sao cả, Bernadette lắp bắp trả lời. Ngược với ý định, bà Louise sợ hãi làm nhảm kể lại câu chuyện hồi ban chiều cho mọi người có mặt nghe. Vì Bernadette mà bà nổi giận đánh tất cả bốn đứa trẻ. Các chị à, nó nói mình trông thấy một bà rất lạ, còn trẻ, đẹp lắm, vận toàn đồ trắng ở Han Masabile. Thôi tôi xin bà, ông François Soubirous cắt ngang lời vợ. Chẳng may con bé thở không được, rắc rối với hai lá phổi, đã khám bệnh nơi bác sĩ Dosous. Ông bảo không can hệ gì, mỗi khi trời lạnh nó lại lên cơn. Bây giờ không khí đang trở nên giá bút hơn, điều nó cần là một ống khói lò sưởi tốt hơn. Có vậy thôi. Ngày 11 tháng 2 kết thúc sớm, tiếng gáy của gia đình Soubirous đầy ắp gian phòng ca chốt. Ông François dẫn đầu. Ánh lửa từ lò sưởi thường ném lên các bức tường những hình thù kỳ dị. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên Bernadette không trông thấy hình nào cả. Chuyện gì đã xảy ra cho cô gái ngây thơ bé bỏng? Hình như cô gái linh cảm như có một điểm gở. Điểm ấy đè nặng trên ngực, ấm ức như bổn phận phải gánh chịu. Bernadette nhắm nghiền đôi mắt, cố nhớ lại hình bóng bà lạ, nhưng không được. Cô chẳng mường tượng ra bà lạ nào cả, trí óc cô thua đôi mắt trần ban chiều. Bernadette cố gắng ngủ, nhưng mỗi lần chỉ được vài giây, bà đẹp không đến với cô gái trong giấc ngủ. Đó là điều thiệt thòi lớn. Cô vẫn hằng khát khao trông thấy bà một lần nữa, ít là trong giấc mơ. Bà ta xem ra muốn chứng tỏ mình thật sự làm bằng xương thịt chứ không phải bằng chất liệu mộng mị. Cô gái thổn thức. Maria tỉnh giấc khi rờ vào chỗ ướt trên gối chị. Cô gọi mẹ khe khẽ: Má à, Bernadette đang khóc. Bà Louise loạng choạng ra khỏi giường, chân lê về phía hai con gái đang ngủ. Con thở không được phải không? Bernadette dụi mắt lắc đầu. Nếu vậy ngồi lên con, mẹ có điều muốn nói với con. Bà Louise cầm hai khúc gỗ củi ném vào lò sưởi. Ngọn lửa bùng lên, bà kéo chiếc ghế sát gần lò sưởi. Bernadette vùi đầu vào lòng mẹ, đầy nước mắt. Bà Louise vỗ nhẹ lên mái tóc con, rồi bà ghé xuống ngọt ngào nói: Con sợ cái bà lạ ở hang Masibele phải không? Bà ta không phải là ma quái đâu, có người nào tính nhát con mà thôi. Bernadette ngẩng đầu nhìn mẹ đầy nước mắt. Cô lắc đầu quầy quậy:
lòng bà Luy giờ đau xót vì thương con. Bà thầm nghĩ trong lòng, người đâu mà ghê gớm vậy, nhát trẻ giữa ban ngày. Bà nhẹ nhàng nói vào tai con, cưng ạ, hay là giấc mộng ban ngày, con gái đang lớn thường như vậy lắm, dần dần nó sẽ tan đi hết, đừng nghĩ đến nữa là xong. Con lớn rồi đấy, 2-3 năm nữa có chồng, sinh con đẻ cái như ta vậy. Bernadette giấu mặt đi, không bày tỏ cảm xúc của mình nữa. Mặc dù yên ủi con, nhưng bà Luy giờ quyết định chiều mai sẽ đến nhà thờ, vào tòa giải tội và hỏi ý kiến cha phó Pomian về sự lạ ở hang Masibela.